Chào các bác làm bonsai nhé. Hôm nay bên cơ sở em chọn cái bộ đồ Nhật để gửi tới các bác. Thì cái bộ đồ Nhật này của bên em là đồ Nhật mới nha các bác nhé. Thì đầu tiên là cái bộ kìm tỉa và kìm cắt của cái dòng 20cm. Thì em sẽ chi tiết từng loại một để các bác vào tham khảo. Đây là một bộ của nó đây. Đây là một bộ đồ Nhật nhé. Thì như các bác nhìn đây là cái bộ Nhật hàng mới, hàng vừa mới về tại shop em lần này luôn. Nó mang nhãn hiệu là Made in Japan này. Và đây thì toàn là chữ Nhật hết nhá. Một cái dòng thép thì nói thật nhìn thôi thì đã rất chi là kết rồi. Đây. Và em cũng nói luôn cái trị giá của những cái bộ này để các bác tham khảo. Giá của nó rất chi là cao. Nó chỉ dưới 2 triệu một chút thôi. Với cái dòng 20cm, một đôi này nó rơi vào gần 4 triệu đấy các bác ạ. Đây là cái bộ đồ Nhật xịn nhá. Đây như các bác nhìn đây. Hàng cực chuẩn luôn. Đấy, đây là cái bộ 20cm. Và tiếp theo nhá. Tiếp theo là một cái kìm Nhật dòng 23. Với cái dòng 23 này thì nó là trên 2 triệu đồng. Đây các bác này. Cái này thì nó là 23cm nhá. Một cái kìm cắt 23cm. Hàng Nhật chính hãng nhé. Các bác nhìn này. Đấy. Với những cái bộ Nhật như thế này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác mua hàng thì kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Bởi vì giá trị của nó rất chi là cao. Nếu như thật sự các bác mà chuyên nghiệp chơi kìm kẹp quen thì các bác nhìn. Đây là dòng 23cm này. Một cái dòng kìm cực kỳ là chất. Nó có dòng chữ chìm hết trên kéo tỉa. Đấy, thép đúc nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng. Và tiếp theo là cái mẫu của 27. Mẫu 27 này thì trong thời gian vừa rồi thì cũng khá bác nhiều cái đặt cái mẫu này. Cái mẫu này là mẫu 27 nhá. 27 thì nó cũng đi theo một cái lò xo này các bạn. Đây là cái vỏ hộp của nó. Đây là mẫu 27 sen nhé. Em đã bỏ từng mẫu một để các bác tham khảo với cái dòng cao cấp này. Đây là cái mẫu 27 này các bác này. Mẫu 27 nó có một cái quai cầm như thế này nhé. Đấy, cách mở thì cũng vẫn mở này. Cái này của nó thì là thép đúc hoàn toàn hết. Đúng là hàng cao cấp chất lượng các bạn. Thật sự là cầm thôi đã thấy rất là thích rồi. Đây là cái bộ cái kìm 27. Với cái dòng này thì nó nặng chắc chắn thì người ta thiết kế ra thêm một cái quai ở đây. Đấy, cầm như này. Dòng này thực sự là em cũng cất rất chi là cẩn thận. Hàng chuẩn đẹp. Hàng mới nhá. Hàng Nhật cao cấp đây các bác ạ. Hàng Nhật xịn cao cấp nhá. Và tiếp theo đó thì là cái mẫu 20. 20 đây là kìm hàng mới giờ với bóc tem luôn. Đây là cái kìm cắt nha các bác nhé. Đây là cái kìm cắt của cái một cái mẫu khác một chút này các bác này. Cái mẫu mã này thì nó cái đầu này nó gù cao hơn. Made in Japan. Các bác nhìn cái lưỡi chất thép của kéo Nhật xịn này. Đây là một trong những cái dòng mà chất lượng nhất mà các bác làm bonsai cây cảnh nhà mình đang tham khảo rất nhiều. Một cái dòng cao cấp, cái giá trị của nó rất chi là cao. Đấy, với như những cái dòng kìm này là toàn trên 1 triệu hết nha các bác nhá. Dưới 2 triệu chứ không có cái dòng nào là mấy trăm cả đâu. Đây là nói thật đấy để các bác được tham khảo. Và tiếp theo là cái mẫu bộ đỏ đấy nhá. Cái bộ đỏ cũng là cái bộ cắt tỉa cán đỏ. Đây, với cái bộ này thì cũng một chút chi tiết để các bác được tham khảo từng loại một. Tất cả những cái hàng này thì đều là Nhật xịn hết nha các bác nhá. Made in Japan này. Đây là cái kéo cắt này. Và đây sẽ là cái kéo tỉa. Đây là cái kéo tỉa này.
Cái hàng này của nó thì đẹp lắm, nhìn đã thấy rất chi là thích rồi. Made in Japan nha. Đây, đây là cái dòng của Nhật, đây là một bộ đỏ. Với cái bộ này thì giá của nó cũng tương đương như những bộ kia, bởi vì nó là một cái dòng cao cấp, 20 sen nhá. Đây, tại vì em xem ở trên bao bì này em biết này, nó là cái này 185 chứ chưa được 20. Nó là 185 nhá. Nhưng với cái bộ này em thấy nó rất chỉ là thích hợp, cầm nó vừa vặn, cầm thích lắm các bạn. Đúng là hàng cao cấp, cầm thực sự là rất chỉ là thích tay. Đấy, các bác nhà mình chơi cây cảnh, chơi bonsai, cần những cái dòng cao cấp thì hãy liên hệ tới bên em để tham khảo trước khi đặt hàng nhé. Với cái dòng này thì các bác phải tham khảo thật kỹ đấy, bởi vì giá nó rất chi là cao. Đây là cái dòng cao cấp này. Còn nếu như mà em thấy cũng nói chung là đã chơi thì cũng không quan trọng gì là cao hay thấp. Có những cái mấy chục triệu các bác vẫn còn mua vô tư. Còn cái này mà nếu như nó độ 2 triệu đổ lại thì nó cũng chưa phải là cao lắm. Một chiếc nha các bác nhá. Còn một đôi của nó, cái giá trị của nó là gần tới 4 triệu đồng rồi đấy. Đây là một đôi kim đỏ này. Và tiếp theo là cưa nhá, cưa Nhật nhá. Cưa Nhật, cưa gấp. Đây là cưa Nhật toàn bộ hết nha các bác nhá. Đây là cái mẫu cưa đỏ, cưa 25, cưa 24. Đây là cưa 24 cm. Dòng Japan cưa Nhật nhá. Này giữ nhìn rất cẩn thận này. Em đã bỏ cái cưa này ra cho các bác tham khảo. Toàn đồ Nhật hết nhá. Nhìn nhãn hiệu. Cưa này thì bên em đủ kích cỡ nhá. Các bác mà cần tham khảo mẫu nào thì alo em. Mẫu 24, mẫu 21. Đây là cái dòng cưa Nhật. Đây các bác. Uầy, thật sự là quá xịn sò đây các bác. Với cái dòng cưa này thì giá cả nó cũng rất chi là cao nữa các bác nhá. Nó cũng lên tới gần 1 triệu đồng một chiếc đấy ạ. Made in Japan. Đây là dòng cưa Nhật. Thì cái cưa này thì bên em có 4 kích cỡ nhá. Cưa này thì thật sự quá là ngon rồi. Chất thép rất chỉ là chất lượng. Cưa Nhật này. Vâng, thế qua cái video này mà các bác đang cần tham khảo cái dòng nào thì hãy liên hệ tới bên em để đặt những cái sản phẩm tốt nhất về để làm cây cảnh, làm vườn, làm bonsai. Thì đây là một cái bộ dụng cụ đồ Nhật đầy đủ nhá. Đấy, các bác có thể tham khảo trực tiếp qua đầu số điện thoại của bên em là 0869 054295. Và số điện thoại thì em để ở cạnh cái video này, ở dưới cái tiêu đề đấy ạ. Thì các bác có thể gọi điện trực tiếp nhá để tham khảo những cái mẫu này của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.